Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thành phố sống đẹp được phát sóng định kỳ trên truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, thấu hiểu nỗi trăn trở khó khăn của những cụ già neo đơn, không nơi nương tựa, tuổi xế chiều, dự án quán trọ Sài Gòn Bao Dung do nhóm thiện nguyện Trăng Khuyết được ra đời. Gần 5 năm qua, những người trẻ này đã dành phần lớn thời gian và công sức để xây dựng một nơi thấm đậm tình người, chan chứa yêu thương giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tất yếu của đời người. Và giữa bộn bề mưu sinh, thật xót xa khi vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, những người lớn tuổi neo đơn, không nơi nương tựa, cũng chẳng người chăm sóc. Thấu hiểu điều này, năm 2017, một nhóm bạn trẻ đã xây dựng và cho ra mắt dự án Quán trọ Sài Gòn Bao Dung, với tâm niệm là người đồng hành mang đến sự yêu thương ấm áp cho những phận đời kém may mắn. Đầu tiên đó là cứu trợ khẩn cấp, bởi vì các cụ thường hay bị suy sút về sức khỏe. Thứ hai nữa là các bữa ăn và nơi ở. Và thứ ba nữa là bởi vì ở đây có một cái cộng đồng, cho nên là chúng ta có thể là cùng cải thiện cái cuộc sống, cái chất lượng nó sẽ cao lên. Cái cộng đồng bên tình nguyện viên của mình đó rất là lớn. Thành ra cuối tuần họ có thể là tập trung về đây, hoặc là tập trung vào những cái như là máy ấm Vu Lan, máy ấm quận 8 hoặc là máy ấm quận 12. Đó, họ cùng nhau san sẻ và nấu những cái bữa cơm nó ngon hơn, nó chất lượng hơn là bình thường. Đó, và cùng với các cụ này nè, chúng ta sinh hoạt với nhau. Và sau đó là ngồi những cái bữa cơm đó ra thì tụi mình lại đi chia sẻ với mọi nơi nữa. Có nghĩa là ở xung quanh cái huyện hay là cái quận gì đó thì tụi mình lại đi phát thêm nữa. Ngoài các cái máy ấm của Trăng Khuyết, tụi em muốn lan tỏa cái chương trình đến các máy ấm liên kết với Trăng Khuyết. Thì có 9 cái máy ấm liên kết trải quanh Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Khi tụi mình đến nấu thì các cụ nói là trời ơi, cứ trông tới ngày thứ bảy chủ nhật để được ăn cái món mà bên Trăng Khuyết tới nấu, tại vì tụi mình tới nấu là cái món ngon hơn những cái ngày thường, ví dụ như là hủ tiếu hay là bún bò hay là lagu chẳng hạn. Khi tụi mình đến nấu thì tụi mình sẽ hỏi trước là ví dụ tuần sau tụi con qua nấu nữa thì các cụ thích cái ăn món gì để tụi con biết, tụi con chuẩn bị. Và ngoài cái nấu ăn thì bọn mình còn tổ chức các cái hoạt động cho các bé với các cụ tham gia để cho nó kích thích cái trí não các cụ, như là vẽ tranh hay là mình chơi tô tường hay là mình có cái hoạt động ngồi trò chuyện giữa các cụ với nhau. Như bao tổ chức khác, những thành viên đăng ký vào đây đều tuân theo quy định sinh hoạt của Sài Gòn Bao Dung. Hàng năm tất cả được đi khám chữa bệnh định kỳ 6 lần. Những lúc trái gió trở trời cũng sẽ có người lo chu toàn đầy đủ. Ở đây là cho tôi ăn uống, là tiền thuốc bên đây trả, tại vì mỗi ngày cũng phải uống thuốc, trung tâm trả hết. Rồi tôi rất là mừng, biết sao, tại ở ngoài đâu có ai mà thương mình vậy đâu, có ai cho mình hai bữa cơm. Tôi còn sức khỏe, nó sẽ làm việc cho trung tâm. Được ban giám đốc này, rồi được mọi người xung quanh quan tâm, rồi ăn uống cũng rất là thoải mái, đầy đủ. Tôi rất là sung sướng, rất là mừng, rất là vui. Thì tuổi già của tôi mới được như vậy, thích lắm. Công khai, minh bạch trong tất cả các hoạt động thu chi, nhóm thiện nguyện Trăng Khuyết nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và yêu thương của nhiều mạnh thường quân. Chính vì thế, khi bước sang năm thứ 5, dự án Sài Gòn Bao Dung đã có tổng cộng 4 cơ sở ở quận 8, quận 12, Tân Bình và huyện Hóc Môn. Ngoài ra còn một cơ sở ở tỉnh Long An. Hiện tại, mỗi cơ sở Sài Gòn Bao Dung đang có 40 giường, trong đó 15 giường cho nữ, 15 giường cho nam, 5 giường cho người bị bệnh khuyết tật và 5 giường cho mẹ bầu. Bên dưới mỗi giường còn có một hộp tủ nhỏ có khóa cẩn thận cho mỗi cụ để cất vật dụng cá nhân. Ngoài ra còn có tivi, quạt máy, tủ lạnh và một phòng bếp, khu sinh hoạt chung luôn sạch sẽ, khang trang. Dạ, tất cả những người tình nguyện viên đây là họ nhiệt tình lắm, làm việc không mệt mỏi. Tôi có thể nói rằng nghĩa là đây là chúng tôi 5 cái máy ấm như thế này, đây là một thôi, nhưng mà mấy anh chị đã chạy lung tung hết chỗ này đến chỗ khác để giúp đỡ cho tôi trong cái sinh hoạt, trong cái ăn uống, trong mọi thứ. Đây thì mọi người chúng tôi sống trong cái sự đùm bọc lẫn nhau, người mạnh khỏe thì giúp người yếu, chúng tôi coi nhau như là một nhà thôi. Và chúng tôi biết ơn là nhờ các anh chị mà chúng tôi có cái cuộc sống
bình an, và nghĩa là không có bị đói, không có bị vô gia cư nằm ngoài đường. Sau khi mà tiếp xúc với các cụ các bé thì tạo thêm cái động lực để cho mình, bản thân mình cố gắng hơn nữa cho các cái hoạt động và tham gia nhiều hơn nữa trong cái môi trường thiện nguyện này. Cho đi là còn mãi, với em rất là tâm đắc những câu đó. Tại em nghĩ khi mình chia sẻ hay là mình tạo cái niềm vui đến các cụ hay các bé thì nó vẫn còn cái giá trị đó, nó vẫn còn mãi lan tỏa. Không chỉ quan tâm về vật chất, Mái Ấm Sài Gòn Bao Dung còn chăm lo tốt đời sống tinh thần cho các cụ già tại đây. Mỗi cụ đến với Mái Ấm đều có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng hầu hết đều xuất thân từ những gia đình khó khăn, neo đơn, không người nuôi dưỡng. Chính vì thế, bên cạnh việc chăm lo nơi ăn chốn ở, các thành viên còn luôn phiên nhau dành thời gian đến để trò chuyện và chia sẻ, giúp các cụ vơi đi phần nào những tâm sự tuổi xế chiều của bản thân. Dự định sắp tới của Trăng Khuyết là hiện tại như Mái Ấm ở đây thì đang là 28 cụ. Cái công suất ở đây nó được khoảng 40 người. Và tụi mình sau khi hoàn thành cái Mái Ấm này, nếu có điều kiện thì tụi mình sẽ tiếp tục làm một cái Mái Ấm thứ 6. Dạ. Bởi vì trong cái suy nghĩ của mình đó là sao ạ? Giúp được càng nhiều càng tốt. Nó giúp được càng nhiều càng tốt. Thành ra là xong cái này rồi chúng ta sẽ tiếp tục làm một cái mới. Đó, và lan tỏa cái hình ảnh ra cho với cộng đồng. Mái Ấm Sài Gòn Bao Dung đã cưu mang hơn 80 cụ già neo đơn, chăm lo nơi ăn chốn ở, sức khỏe và tinh thần cho các cụ đến cuối đời. 5 năm qua và suốt nhiều năm hơn nữa, hệ thống 5 Mái Ấm Trăng Khuyết tiếp tục viết lên câu chuyện nghĩa tình luôn hiện diện khắp nơi trong thành phố mang tên Bác. Đến đây, chương trình Thành phố Sống Đẹp kỳ này của Truyền hình Nhân dân xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các lần phát sóng tiếp theo.